Chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Hôm nay sẽ cho Sóc Trăng đi chơi khu vui chơi Big Fun ở trên Vạn Hạnh Mall nha. Vô thôi. Khu vui chơi này cũng lớn lắm mấy bạn. Nó bạn thấy rộng không? Có bả cà chài, bả bò, cầu tuột, kia bả tù, cầu tuột kìa. Trời ơi, coi cà chài. Chỉ dành cho trẻ em mà trời. Trẻ em này bự quá nha trẻ em. Thôi. Sao ơi. Dạ. Hello. Còn sao nó đang cố gắng bước ra khỏi cái đó. Nhúng rồi, nhúng rồi sao rồi, đúng rồi, nhúng, nhúng hả? Ba mẹ nó chơi trời. Đâu, nhảy xuống coi. Cái gì chết chìm dưới luôn nha. Nè, đứng lên cái cầu đánh lộn với ba nè. Sắp sang nó qua bên trên chỗ nhà phao nó chơi rồi. Hello. Không dám đi qua. Đây nè, cho nó chơi trong này nè. Bên này nè. Cái dốc này đã quá Sóc ơi. Còn cái dốc này chắc đã lắm Sóc. Hết rồi. Lắc đi.
thanh niên chưa được nữa đường đứng. Hello. Sao đi đâu vậy? Sao đi lùi? Đi tới con, đi tới. Sao lại đi lùi? Đúng, đó thấy chưa? Tiến tới. Đi gấp. Sao bán ăn nào? À, sao ăn này. Rồi, sao đi nấp đi. Nó không nhìn đâu. Rồi, nấp đi. Đi nấp đi sao? Rồi, chạy vô cái ngăn đi con. Chạy vô cái ngăn đi. Rồi, đố các bạn ham ăn ăn nào. Sam thấp tao xô luôn. Cái xô của hai đứa. À nó thấy chú Banh, nó em chú Banh đi qua đất cất này nha. Chú Banh rồi, đất cất ở đâu Sam? Đó. Tính là giống Chu Nguyễn dữ biết không. Giờ chơi bên này nhưng mà thấy chú Banh đâu anh em về cất rồi mới qua chơi tiếp. Rồi giờ tới anh hai chạy vô nấp đi nè, ba không nhìn nè. Rồi chạy vô nấp cho một ngăn đi. Rồi đó các bạn sắp đang ngăn nào. À, trong thăm ngăn của thằng không? Rồi hai bước ra đi, nhau ra chạy ra. Mỗi đứa một ngăn rồi.